cảm ơn quý vị và các bạn đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Lasta thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, khi tiếp xúc với những số phận sống trong cảnh cơ cực, thì chúng tôi hiểu rằng bao nhiêu lần nước mắt họ đã rơi, bao nhiêu mồ hôi đã đổ xuống nơi họ cầm cụi làm việc vì công cuộc mưu sinh cho gia đình. Có không ít hoàn cảnh, người phụ nữ phải là trụ cột kinh tế. Ngày qua ngày, họ vẫn làm việc không ngơi nghỉ, chắc chiêu từng đồng tiền kiếm được để lo cho cuộc sống của chồng con. Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Phương ở xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là gia đình mà chương trình muốn giới thiệu hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi hình ảnh sau đây để làm quen với gia đình chị. Khi cánh đồng còn trơ là những gốc rạ sau một mùa gặt, cũng là lúc gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Phương ở xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bắt đầu công việc mưu sinh kiếm sống qua ngày bằng nghề đi bắt còng, bắt lương. Đôi chân tật nguyền không khỏe mạnh, chị vẫn miệt mài lặng lẽ dẫm lên trên những cánh đồng lầy lội ngập nước với hy vọng bắt được thật nhiều con còng, con lương để đắp đổi cuộc sống qua ngày cho chồng con. Dường như chị Phương không có khái niệm về thời gian, về tháng mưa, ngày nắng, bởi quanh năm suốt tháng chị lam lũ trên cánh đồng này. Bao nhiêu lần nước mắt chị đã rơi, bao nhiêu lần giọt mồ hôi chị đổ xuống theo từng dấu chân loang lổ bùn đất. Thế rồi, ở cái làng quê nghèo này, không riêng gì chị kiếm sống bằng nghề bắt lương, mà ai cũng có thể mưu sinh như chị, nên con lương con còng cũng ít dần đi. Với em Nguyễn Thị Nhung, con gái của chị, đã không ít lần thấy dáng mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đơn độc trong những ngày mưa trên cánh đồng. Để rồi những lúc bên mẹ như thế này, em mới ngậm ngùi chia sẻ, biết khi nào gia đình mình mới thoát khỏi cảnh đói nghèo. Chị chỉ biết an ủi con, động viên con học hành, rồi một ngày mai tương lai sẽ khác. Thế mà ước mơ có được cái máy tính tay để tính toán con số trong học tập vẫn không trở thành hiện thực với con gái của chị. Tôi nhiều lần tôi khóc một mình và tôi đi bật cua ngoài đồng, là đứa con gái thứ ba này là nó nói là mẹ ơi, rằng mà tại sao nhà ta khổ như thế mà cứ ăn cơm rau ra đi. Tôi nói là thôi tôi, con cứ đi bắt tôi mẹ rồi hằng ngày nữa rồi là để cho anh chị nó học. Hằng ngày mẹ đi bắt giám chỗ người ta ngồi trong bụi rồi ngồi mát là mẹ vẫn là muốn khóc, nhưng mà nói thôi tôi cũng coi như mình là có ba đứa con nó ăn học như thế, cho nên mình phải chồng rửa là mình phải sách báo đi mà bắt cua mà thả lưới để mà tìm thêm cuộc sống để nuôi con ăn học, cho đến nơi đến chỗ mình khổ đây là con, để cho con sau này nó đỡ hơn mình một tí. Là người phụ nữ quê nghèo, ước mơ về một mái ấm gia đình cũng thật giản dị đơn sơ. Trở về những ngày đầu của thời son trẻ, chị gặp anh Châu, chồng của chị bây giờ, khi cả hai đều bị tàn tật. Ấy vậy mà chị Phương chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh vì điều này, mà thay vào đó là niềm hạnh phúc gia đình khi họ có với nhau ba đứa con mỗi ngày một khôn lớn. Chồng bệnh, một tay chị chăm lo cho con cái và gánh vác việc gia đình với đôi chân tật nguyền. Nhưng trong chị, tình yêu gia đình vẫn luôn bừng sáng. Không ít lần chị cảm thấy tủi phận khi phải xin từng manh áo, chiếc cặp cũ về để nuôi dưỡng khát khao đến trường cho các con. Tôi vay số tiền là 10 triệu của ngân hàng để về mua lươn, mua giám để buôn bán thêm. Nhưng mà con thi đồ đại học thì tôi để cho nó ăn học, càng vậy chồng càng ngày càng bệnh tật, không thể nào chữa được, cho nên tôi lấy số vốn đó tiêu quả đi, không thể trả được. Khi lập gia đình là tôi là bị tàn tật như thế này rồi, chồng tôi là cũng bị bệnh hen suyễn và không biết gì, nhưng mà tôi vẫn là lại tôi sinh ra được ba đứa con, một trai hai gái. Cháu đầu là học đại học, bây giờ cháu thành lập gia đình rồi. Còn cháu thứ hai là học cao đẳng Y, giờ chuẩn bị ra trường, cháu thứ ba năm nay học lớp 10. Thì tôi cảm thấy là tôi hạnh phúc. Và rồi cô con gái lớn của chị cũng tốt nghiệp được cao đẳng Y dược. Nhưng để cho con có được tấm bằng này ra trường, chị đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượn bà con lối xóm để lo học phí cho con. Với chị, các con luôn là niềm tự hào.
chỉ đánh đổi sự nghèo khó chật vật để cho con một tương lai tươi sáng. Trong lớp mà các bạn mà nói là tổ chức một cái cuộc gì đó thì em cứ nhìn đến là trường mình không thể có tiền mà đi chơi thì phải có tiền, nên là em cũng không, nhiều khi em cũng nói về lớp này là gia đình nhà mình nghèo thì không có tiền để đi chơi nữa, nên các bạn thông cảm. Thì nhiều người cùng thông cảm về hoàn cảnh của mình, nhưng mà nhiều người cùng nói đấy là có từng người số tiền thì chỉ mà không có. Nhưng mà thực chất là ai mà hiểu được hoàn cảnh của nhà em thì không có thật. Nên là em cũng cảm thấy là tủi tủi vì nhiều người cũng hiểu được hoàn cảnh của mình. Quý Linh trân trọng chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Kính thưa quý vị, chương trình Vượt Lên Chính Mình là một chương trình dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt dành cho những ai có vay vốn ngân hàng và có nhu cầu xóa nợ. Đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình để chúng ta hiểu rằng chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình của chị Nguyễn Thị Thanh Phương. Xin chào chị. Hôm nay mình đi bắt lương mà mặc áo đẹp quá vậy. Chị vừa đi ra đây thì chị cũng mặc anh đi cho mọi người. Chị mình chỉ có áo đi mà mặc vừa đi mượn cái áo. Một năm chị mua cho chị. Chúng ta đếm đi chị. Bắt cho Nguồn Linh bắt không được. Khó bắt quá. Tất cả cùng đếm nào. Hai tay luôn cũng được. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11, 12, 13, 14, 15 con. 15 con. Rồi. Đây là số lương của đội Quý Đức. Xin mời chị. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Xin chúc mừng. Và như vậy là đội Quý Đức với số lượng nhiều hơn, và đội Quý Đức đã chiến thắng trong ngày hôm nay. Xin chúc mừng đội Quý Đức. Đội Quý Đức sẽ nhận được số tiền thưởng là 2.500.000 đồng, và đội Long Quang sẽ nhận được số tiền thưởng là 1.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Xin mời đại diện của hai trò phụ nữ sẽ tặng quà cho từng thành viên của mỗi đội. Mỗi đội sẽ nhận được một phần quà của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Xin mời hai chị. Một lần nữa chúng ta vỗ tay thật lớn dành cho hai đội Chi hội phụ nữ Quý Đức và cho phụ nữ Đông Khoang. Xin chúc mừng. Chúng tôi trân trọng kính mời bà Đoàn Thị Tuyết, chủ tịch hội Chi hội phụ nữ xã Nam Cát, sẽ trao phần thưởng 1.500.000 đồng cho đội Đông Khoang. Xin mời chị. Và 2.500.000 đồng thuộc về đội Quý Đức. Xin chúc mừng. Chúc mừng đội Quý Đức. Chúng ta sẽ tiếp tục vòng 2 để chị Phương xóa đi số nợ là 5 triệu đồng với việc là bắt cua vào bao ni lông. Trong vòng 1 phút 30 giây, chị Phương, em Thỏa và em Nhung có nhiệm vụ là cho vào bao ni lông thế này. 1 phút 30 giây chúng tôi muốn thấy 18 bịch ni lông thế này đã vào bao và nằm ở vị trí bên bàn bên kia. Làm được điều đó thì gia đình tiếp tục xóa đi số nợ 5 triệu đồng còn lại ngân hàng. Đây là những con cua đồng mà chị Phương và gia đình đã bắt ở ngoài đồng đem về. Cua này nấu canh rau đay ăn rất ngon. Rồi chuẩn bị. Xin mời chị kiểm tra đồng hồ. Không không. Không không. Tất cả sẵn sàng chưa? 1 phút 30 giây để vào 18 bao cua.
bắt đầu. Rồi bắt đầu vào đi chị. 18 bao cua để xóa đi số nợ 5 triệu đồng. Và bây giờ thì công việc bắt đầu thực hiện. Chị Phương, em Thỏa và em Dương đang đông vào 18 bao cua. Đây là bao mẫu 18 bao chạy thật nhanh đem qua bàn bên đây. Một bao rồi. Nhanh lên nữa, mới có 2 bao thôi. Nhanh lên nữa chị Phương. Nhanh lên nữa, càng nhanh càng tốt. Ở vòng 2 thì công việc khó khăn hơn ở vòng 1 rất nhiều. Không đơn giản như vòng 1 mà chúng ta chậm trễ. Chỉ cần chị cơ hở một chút thôi, thiếu tập trung khoảng 1 chút xíu thôi thì đồng hồ sẽ vượt qua phút 30 giây. Mà nếu như vượt qua phút 30 giây thì chúng ta không xóa đi số nợ là 5 triệu đồng. Có lẽ bây giờ chị Phương và gia đình đang rất là hồi hộp và căng thẳng. Chúng ta vỗ tay thật lớn để cổ động cho chị Phương. Vỗ tay thật lớn lên. Càng vỗ tay càng lớn, chị Phương làm thật càng nhanh. Càng nhanh hơn nữa. Vỗ lên. Một phút rồi. Một phút qua còn 30 giây nữa. Bao nhiêu bao rồi? Còn mấy bao nữa? Nhanh lên nữa. Để Quỳ lên xem còn mấy bao rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn 8 bao nữa, nhanh lên. Cố lên nữa chị Phương ơi. Còn 2 bao, 3 bao cuối cùng. Còn 3 bao nữa. Mau lên. Cố lên. Cố lên. Nhanh lên nữa. Rồi chạy lên. Cô Linh đã bấm đồng hồ dừng lại. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Hoàng Đăng Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, và ông Đoàn Thành Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, sẽ đại diện cho bà con đúc hai lá thăm may mắn. Xin mời hai ông. Xin mời ông. Xin mời ông. Chúng ta trộn đều phiếu lên và đúc bất kỳ lá thăm nào. Rồi. Một lá thôi. Khán giả may mắn đầu tiên. Số chứng minh thư 18059715. Chị Nguyễn Thị Liên ở xóm Trung Lang, Nam Cát. Xin mời chị Liên. Xin chúc mừng cho chị Nguyễn Thị Liên. Khán giả may mắn thứ hai. Thái Thị Thơ, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1966, số chứng minh nhân dân 18141777, xóm Đá Cạt, xã Nam Cạt, Nam Đàn, Nghệ An. Xin mời chị Thái Thị Thơ, sinh năm 1966, xóm Đá Cạt, Nam Đàn, Nghệ An. Chúng tôi trân trọng kính mời hai đồng chí lãnh đạo địa phương sẽ trao hai phần thưởng cho hai khán giả may mắn nhất trong ngày hôm nay. Chúng ta đang đến với vòng rút thăm may mắn dành cho khán giả may mắn, và hai khán giả hôm nay sẽ nhận được mỗi người 1 triệu đồng và một phần quà của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Một lần nữa xin được chúc mừng hai khán giả may mắn đã nhận được quà tặng của nhà tài trợ trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, nhìn chị Phương bên cạnh các con lúc này, chúng ta mới thấu hiểu được sự chăm lo hết mình của người mẹ dành cho con. Những tâm sự chân thật, những ước mơ giản dị mà chị và hai con gái chia sẻ, chúng ta mới hiểu hết được sự chân chất mộc mạc trong suy nghĩ của những người dân nghèo. Cố gắng vượt qua vòng thi đầu tiên trong thời gian rất ngắn với công việc bắt lương, công việc của chị hôm nay có lẽ dễ hơn rất nhiều so với việc hàng ngày chị phải lặn lội bắt từng con còng, con lương trên các cánh đồng. Nhưng chỉ một chút lúng túng, mẹ con chị Phương đã để vụt mất cơ hội xóa đi 50% số nợ khi vòng 2 dừng lại ở 1 phút 44 giây. Nhưng hãy đừng buồn chị Phương nhé, chúng tôi vẫn dành đến chị cơ hội ở vòng cấp vốn. Và lúc này đây, những tấm lòng, những bàn tay yêu thương đang hướng về chị với tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất. Sau khi để thua ở vòng 2, gia đình chị Phương bây giờ vẫn nợ ngân hàng 5 triệu đồng. Chị sẽ đến với vòng cấp vốn. Chúng ta cùng nhau chúc cho chị Phương đến vòng cấp vốn gặp thật nhiều may mắn. Bên tay phải của Linh, công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát vươn lên tầm cao mới. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB.
nước rửa chén Sunlight, bát sạch ngon cơm. Sơn Expo, sản phẩm của công ty For Orange. Ống nhựa hoa sen, sản phẩm của Hoa Sen Group. Bên tay trái, tôn hoa sen, sản phẩm của Hoa Sen Group. Instant Mobile, kết nối năng động. Bánh sô-cô-la kem Marshmallow, Funner Bite, sản phẩm của Phạm Nguyên. Dầu ăn con két Naki Daco. Phở Vi Phong, vị ngon đậm đà vươn xa thế giới. Chúng ta sẽ chọn logo đầu tiên. Chị sẽ chọn logo nào? Hả? Con tròn. Sao chị không chọn? Chị cái này mình ta cho chị hai đúng làm được. Mình chọn logo lấy tiền đâu có gì đâu mà rung mà khóc. Sao chị? Logo ít tiền vì logo khổng chị. Không sao đâu, chị chọn thử thôi. Chọn thử logo nào, chọn thử thôi. Chị chọn logo tôn hoa sen. À, tôn hoa sen. Rồi hai con có đồng ý không? Không ạ. Không đồng ý hả? Sao?